Xin chào các anh chị nhà đầu tư ạ. Chào mừng các anh chị nhà đầu tư quay trở lại những video clip nhận định về thị trường sau phiên giao dịch nhé. Thì ngày hôm nay cũng là ngày cuối tuần, ngày thứ bảy, ngày 29 tháng 6 thì em cũng sẽ nhận định thị trường và tổng kết lại cái tuần vừa qua. Sau khi cái phiên thứ 6 ngày hôm qua vừa rồi thì cũng đã kết thúc nến đóng nến tuần và cũng là đóng nến tháng các anh chị nhé. Và chúng ta sẽ vào cái nội dung chính của ngày hôm nay. Trước tiên xin các anh chị ủng hộ cho em Tuấn Tú những lượt like, những comment hình trái tim và những subscribe kênh để những cái video clip nhận định thị trường này được lan truyền đến nhiều nhà các anh chị, đến nhiều nhà các anh chị đầu tư hơn nữa các anh chị nhé. Và đặc biệt những anh chị đang cần cái sự hỗ trợ tư vấn một một thì có thể liên hệ qua em qua số điện thoại ở trên màn hình, hoặc tham gia nhóm Zalo tư vấn miễn phí của em Tuấn Tú các anh chị nhé. Vâng, trước tiên em sẽ review lại cái phiên thứ 6 ngày hôm qua vừa rồi các anh chị nhé. Thì thứ 6 vừa rồi là một cái phiên giảm, cuối cùng là cũng đã là một phiên giảm mạnh và đạp thủng cái hỗ trợ 1250 các anh chị nhé. Giảm mạnh là 12 điểm, hơn 12, hơn 13 điểm và đứng ở 1245 điểm các anh chị nhé. Về thị trường thì có rất nhiều các mã cổ phiếu đều giảm, là rất mã cổ phiếu đều giảm. Đa số và 355 mã cổ phiếu thì giảm và tăng chỉ có 79 mã cổ phiếu, tham chiếu thì có 61 mã cổ phiếu anh chị nhé. Và anh chị thấy là dòng tiền đã tiếp tục bị bán tháo ra, gọi là bán tháo mà bán ra rất nhiều các anh chị nhé. Và dòng tiền mua vào thì lại ít, rất ít, tác động đến chỉ số ở thị trường thì ở chiều giảm thì giảm mạnh, đó là GVR. GVR thì sau những một hai phiên tăng mạnh lên, tăng mạnh lên, cho thấy sức khỏe tốt, mạnh tốt, hồi tốt, nhưng cuối cùng thì ngày phiên hôm qua thì cũng lại bị quay đầu trở đầu giảm mạnh. BID cũng giảm tiếp, HPG, FPT, VPB, HVN, CTG, MBB. Như vậy là dòng banh thì cũng có những cái mã cổ phiếu đã ảnh hưởng đến chỉ số rất là nhiều, như BID thì tiếp tục giảm tiếp này. Còn VPB thì sau những cái phiên hồi hồi lại nhẹ thì cũng đã lại quay đầu giảm các anh chị nhé. CTG, MBB tiếp tục giảm nhẹ. Như vậy là cái dòng banh thì cũng đã giảm kéo chỉ số là nhiều. Ở chiều tăng thì rất là ít thôi. Những mã cổ phiếu này thì tăng rất là ít và tác động rất là ít đối với chỉ số của VN Index các anh chị nhé. VHM, GAS, MN, PAU, SHB, VNMU, VIX, AIB đều tăng nhẹ thôi, không đáng kể. Đặc điểm đáng chú ý là có VPB là một mã kỳ vọng được nhịp vừa rồi để kéo một số những cái mã cùng một số mã cổ phiếu dòng banh để kéo lại chỉ số thị trường. Như VPB thì cũng lại cũng không thể kéo được và lại quay đầu giảm hơn 1,8% các anh chị nhé. Rồi, về dòng tiền nước ngoài thì là tiếp tục bán ra. Về cái dòng tiền nước ngoài thì em cũng đã có nhiều lần review rằng là dòng tiền nước ngoài thì nó họ có nhiều cái sự lý do và áp lực và nhiều có hai quỹ đang cơ cấu và rút tiền ra ngoài thị trường các anh chị nhé. Về thị trường quốc tế, thị trường quốc tế thế giới thì hiện tại thì thị trường Mỹ thì cũng đang có cái sự xanh đỏ đan xen, cũng không có cái sự biến động nhiều, cũng chỉ tăng là đang giảm và tăng nhẹ thôi. Thị trường châu Á thì đồng loạt tăng các anh chị nhé, đồng loạt tăng, đều đồng loạt có những cái tăng xanh. Thị trường châu Âu thì xanh đỏ đan xen thôi. Không có gì đặc biệt lắm. Hiện tại thì thị trường Mỹ và châu Âu chủ yếu là đi ngang, còn thì thị trường châu Á thì đang cho thấy đang có những cái tín hiệu tích cực. Thị trường châu Á thì có vẻ tích cực hơn. Dòng tiền nước ngoài thì bán ra là nhiều nhưng vẫn nhưng có một cái sự chú ý là dòng tiền nước ngoài vẫn tiếp tục đang mua gom dần
đối với những cái mã cổ phiếu như dòng điện các anh chị nhé, dòng điện này như KDH này, và KDH dòng điện thì có POW, PC1, bất động sản thì có KDH, ngân hàng này SHB, GVR vẫn đang mua gom, PVS, dầu khí thì bên ngoài mua vào thêm cả dầu khí nữa. Rồi, chúng ta cùng quay lại với về thị trường VN Index anh chị nhé. Thì chúng ta cùng xem lại cái chart đồ thị ở phân tích kỹ thuật của VN Index. VN Index thì hôm thứ sáu vừa rồi là một cái phiên gọi là giảm mạnh, đúng không? Và xác nhận như vậy là cái phiên đã xác nhận thủng cái vùng 1250, vùng 1250 của vùng hỗ trợ này. Thì như em đã phân tích vào những cái phiên hôm trước thì khi mà VN Index đã quay trở lại cái vùng 1250 này một lần nữa thì cái vùng hỗ trợ ở 1250 nó sẽ lúc này nó sẽ yếu hơn, nó sẽ yếu hơn và khả năng là nó sẽ không đỡ được so với những cái lần trước anh chị nhé. Thị trường đã nhiều lần chỉnh về những cái vùng 1250 rồi, và những cái lần trước thì ở cái vùng này đều đỡ được giá và thị trường đều có sự bật lên. Nhưng càng về sau thì em cũng đã review, càng về sau thì cái vùng 1250 nó không phải là một cái vùng hỗ trợ mạnh nữa và nó cứ dần dần bị suy yếu đi. Vì vậy là cái việc thủng 1250 này đã được em cũng đã được tư vấn cho các anh chị rằng là nó sẽ khó đỡ hơn và các anh chị phải nên thận trọng khi mà ở cái nhịp hồi lên thì các anh chị nên cơ cấu dần, đúng không ạ? Cơ cấu dần. Nhưng phiên có một điều là thị trường không hồi được lên mạnh vì lý do là cái thanh khoản hồi lên mà không được nhiều, nó thấp thì nó rất dễ bị đạp xuống tiếp và lúc này nó đã đạp thùng ở cái 1250. Anh chị thấy là ở lúc này ở trạng thái hai kiếm của Ichi đều đang đã có sự hướng xuống. Khi những cái phiên hôm trước, cái phiên ngày 27 ngày 27 thì có khách sạn hút giá lên nhưng lực hút lên thanh khoản không có thì nó bị quay lại trở lại, dễ bị quay lại đạp thùng, và lúc này thì hai kiếm đã song song và hướng xuống thì như vậy là cái lực xuống nó sẽ là mạnh hơn, và đã khi đã thủng 1250 rồi thì thị trường nó sẽ khả năng rất là sẽ tiến về vùng hỗ trợ sâu hơn, đó là cái vùng 1234 các anh chị nhé. Đây ạ, cái vùng 1234. Vậy thì ở trên thumbnail, trên thumbnail ngày hôm nay em có để tiêu đề là cái chốt chặn cuối cùng 1234. Đấy, đúng không ạ? Tại sao em gọi nó là chốt chặn cuối cùng? Đấy, anh chị cũng đã nếu như với những anh chị mà đã xem những cái buổi nhận định từ thứ năm, thứ tư vừa rồi, em đã cập nhật liên tục về thị trường thì anh chị thấy rằng là em đã nhiều lần nhắc đến cái vùng hỗ trợ 1234, và những cái phiên hôm trước thì em đã cũng đã nói rằng là cái vùng 1234 này em đánh giá nó cao hơn rất nhiều so với vùng 1250. Trước đây thì vùng 1250 nó quan trọng, nhưng trong cái tuần này thì cái vùng 1234, cái này em nói từ từ mấy hôm trước rồi nhá anh chị nhá, là vùng 1234 nó là cái vùng quan trọng nhất, nó là vùng quan trọng hơn. Vì vậy là em đã kỳ vọng vào là cái vùng 234 này nó mới sẽ là vùng để thị trường tạo đáy và lấy lại vùng cân bằng các anh chị nhé. Đấy thì khi mà thị trường đã xác nhận thủng cái 1250 rồi thì bây giờ cái vùng 1234 nó sẽ là cái vùng chốt chặn cuối cùng. Vậy thì tại sao cái vùng này nó lại là cái vùng chốt chặn cuối cùng các anh chị nhé? Là bởi vì là thứ nhất là nó là cái vùng giao găm 65 của VN Index và nó là vùng tiệm cận đường xu hướng chen tăng của thị trường, và xu hướng chen tăng này là xu hướng trong trung hạn các anh chị nhé, trong trung hạn. Vì vậy là khi cái vùng này nó là cái vùng giao hợp của đường giao găm hỗ trợ của Ichi và đường chen tăng, nó
nó hợp lưu ở đây, thì như vậy vùng này sẽ là cái vùng có cái việc hỗ trợ mạnh, và cái các nhà đầu tư họ sẽ có tâm lý họ chờ về những cái vùng hỗ trợ mạnh như này, vùng này, để họ gì ạ, giải ngân, họ vào họ giải ngân. Và cái vùng giải ngân này là những cái vùng giải ngân của các nhà đầu tư trong trung và dài hạn, đó là vùng giải ngân của các nhà đầu tư trong trung và dài hạn. Còn đa số các nhà đầu tư ngắn hạn hay gọi là nhà đầu tư nhỏ lẻ thì thường là sẽ bị kẹt hàng khi ở trong những cái nhịp mà thị trường giảm mạnh, thì bị kẹt hàng. Kẹt hàng thì sẽ có chia ra một số như phần. Một số các nhà đầu tư bị kẹt hàng thì họ sẽ họ phải gồng lỗ, và đến những cái vùng mà gọi là gồng lỗ cuối cùng này, nếu như thị trường mà bị thủng tiếp thì họ mới bắt buộc phải cắt lỗ. Còn về tiền, dòng tiền ý, lúc này sẽ phụ thuộc vào chủ yếu là cái dòng tiền của các nhà đầu tư trung và dài hạn và các nhà đầu tư lớn, các quỹ hay là gọi là các cá mập, thì họ sẽ giải ngân vào những cái vùng hỗ trợ mạnh hay là hỗ trợ xu hướng trên tăng là cuối cùng. Đấy. Thế còn cái một số các nhà đầu tư nhỏ lẻ nữa mà đã thoát được hàng ở phía trên ấy, thì thường là cái tâm lý là vẫn còn lo lắng và sợ hãi. Cho nên là cái việc bắt đáy ở đây, những cái nhà đầu tư mà nhỏ lẻ mà đã thoát được hàng ấy, thì thường là họ sẽ là đặt những cái nghi ngờ là nhiều. Vì vậy cái dòng tiền để mà trông chờ được vào dòng tiền để mà thị trường tạo đáy và bật trở lại thì sẽ là những cái dòng tiền lớn, anh chị nhá, thường dòng lớn, hoặc là những nhà đầu tư trong trung và dài hạn thì họ sẽ có khả năng họ sẽ vào ở cái vùng này. Vì vậy cái vùng 1234 là cái vùng là sẽ quyết định rằng là cái dòng tiền lớn họ có tham gia vào hay không, họ có tham gia vào hay không. Và nếu họ tham gia vào thì lúc đó thị trường sẽ lấy lại được vùng cân bằng và bật hồi trở lại ở thời điểm này. Còn nếu như mà cái vùng này mà dòng tiền nó không vào ấy, để nó đỡ thị trường ấy, mà thủng ấy, thì lúc đấy nó sẽ chuyển biến sang một cái xu hướng khác. Nếu thủng 1234 thì thị trường sẽ chuyển sang là trạng thái downtrend, nó gọi là gãy trend downtrend, thì lúc đấy thì cái tâm lý của nhiều nhà đầu tư, kể cả ngắn hạn hay trung hạn, sẽ gần như là chán nản và rời bỏ thị trường, các nhịn nhá. Lúc này thì nó khác với, cho nên là cái vùng hỗ trợ ở 1234 nó khác với những cái vùng hỗ trợ ở phía trên, nó khác với những cái vùng hỗ trợ như là đầu tiên là những vùng hỗ trợ như 1278, rồi sau đó là vùng hỗ trợ 1250. Thì cái vùng 1234 này nó quan trọng hơn rất nhiều, vì nó là một cái nơi gọi là để các nhà cơ hội lần cuối, để các nhà đầu tư trong trung và dài hạn và cả ngắn hạn để vào tham gia lại vào thị trường và bắt đáy, hay gọi là mua lại những cái mã cổ phiếu tốt, hay là những cái dòng ngành đang khỏe nhưng bị chỉnh xuống, chiết khấu xuống về những cái giá rất có giá gọi là giá sâu rồi, anh chị nhá. Và đa số các mã cổ phiếu đều đã điều chỉnh về những cái vùng chiết khấu sâu rồi. Vì vậy cái vùng 1234 là một cái vùng quan trọng cuối cùng để thị trường giữ được cái xu hướng uptrend. Còn nếu mà gãy thì nó sẽ chuyển thành là downtrend, và downtrend rồi thì thường là dòng tiền họ sẽ rút ra ngoài và họ sẽ không quay trở lại nữa. Như vậy cái cơ hội để mà quay trở lại, dòng tiền quay trở lại lúc này chỉ còn cái cơ hội ở cái vùng giá 1234 mà thôi. Quanh vùng giá này có thể là nó ở quanh vùng giá 1236 hay là vùng 1230 thì nó chỉ dao động trong cái vùng giá này. 1234 có thể cộng trừ các anh chị nhé. Thì như vậy đó là về cái nhìn về cái những cái tín hiệu gọi là hỗ trợ kháng cự hay là xu hướng trend tăng hay là xu hướng, các anh chị nhé. Vì vậy đấy là cái ý mà em muốn nói ở đây, tại sao em gọi nó là cái chốt chặn cuối cùng. Thứ hai, chúng ta nhìn vào cái phiên ngày hôm thứ sáu vừa rồi, thì khi mà thị trường giảm mạnh xuống thì cái điểm giảm sâu nhất của ngày hôm thứ sáu vừa rồi đó là giảm xuống 1240, và sau đó đã rút chân nhẹ lên, anh chị nhé, rút chân nhẹ lên nhưng không chưa đủ để rút qua 1250, mà chỉ rút lên nhẹ một chút là về vùng 1245.
Như vậy là anh chị thấy là có rút chân, tức là có dòng tiền đang chầu trực giảm về vùng 1, 2, 3, 4 để bắt đáy, đúng không ạ? Có sự rút chân lên, tức là có dòng tiền, cũng đã có dòng tiền vào để bắt đáy dần rồi anh chị nhá. Vì vậy là cái phiên ngày thứ hai sắp tới ấy, mà thị trường tiếp tục giảm sát gần về cái vùng 1, 2, 3, 4 một lần nữa, hay tiến gần đến sát cái khu điểm trên tăng này, thì dòng tiền sẽ vào mạnh hơn. Dòng tiền sẽ vào mạnh hơn để bắt đáy, bắt điểm mua, bắt đáy các anh chị nhé. Tuy rằng cái phiên ngày thứ sáu thanh khoản bán xuống đã cao hơn, đúng không ạ? Thị trường bán là nhiều, là cao hơn so với những cái phiên hôm trước khi hồi không được mạnh mà hồi ít và thanh khoản rất là yếu. Thì cái lực hồi nó yếu thì nó không thể nào lên được. Thì nhưng mà cái lực bán ra thì nhiều, nhưng cái lực bán ra càng về những cái vùng giá thấp, khi giá thị trường càng sát về vùng 1, 2, 3, 4 thì lực cầu vào bắt và đã có sự rút chân. Vì vậy những cái phiên mà như thứ hai sắp tới thì thị trường sẽ vẫn có những cái nhịp giảm sát về vùng 1, 2, 3, 4 thì sẽ có lực cầu vào để bắt tiếp, và thị trường sẽ, em thấy là sẽ có những cái rung lắc hay là giằng co tại vùng này, giằng co tại vùng 1, 2, 3, 4 và sẽ dần lấy lại được cân bằng ở cái vùng này, và lực cầu ở bên ngoài họ sẽ vào để họ vào đây. Đấy, đó là những cái em nghĩ là những cái nó rất là dễ xảy ra và xác suất là rất cao, rất 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 là cao anh chị nhá. Gần như là những chúng ta hiểu như này, những ai mà phân tích về kỹ thuật thì đều hiểu rằng cái vùng hỗ trợ 1, 2, 3, 4 nó là cái vùng hỗ trợ mạnh. Vì vậy khi các nhà đầu tư đều nhìn vào cái góc nhìn về phân tích kỹ thuật mà để mà lấy điểm mua để vào lại thị trường, thì hầu như ai cũng sẽ vào cái điểm mua này anh chị nhá. Đó là về phân tích kỹ thuật. Thì với cái góc nhìn về phân tích kỹ thuật thì những ai mà phân tích kỹ thuật đều sẽ chọn những cái vùng giá này để vào bắt bắt đáy thị trường. Đó là những cái nhận định của em. Thế còn về tại sao mà họ lại bắt đáy ở đây, bởi vì là nhiều mã cổ phiếu thì cũng đã giảm sâu rồi, thì trong đó thì anh chị thấy rằng là dòng banh thì phân hóa, còn trong đó thì bất động sản thì cũng đã giảm nhiều, đúng không? Dòng bất động sản thì giảm rất nhiều rồi, và em thấy là có hai ngành đó là bất động sản, chứng khoán cũng giảm nhiều nữa. Vậy thì có hai ngành đó là bất động sản và chứng khoán là hai ngành giảm nhiều, giảm sâu thì nó sẽ có những cái tín hiệu tạo đáy trước anh chị nhé, tạo đáy. Còn bất động, còn banh thì nó phân hóa, nhưng dòng banh thì cũng nhiều mã cũng đã giảm sâu và cũng sẽ có nhiều mã cổ phiếu nó sẽ tức là hết đà giảm thì nó sẽ phải dừng thôi. Ví dụ như là cái mã cổ phiếu anh chị thấy trên phiên ngày hôm trước thì những cái dòng banh như là mã cổ phiếu mà đã giảm sâu nhiều như là BID. BID thì cũng đã giảm rất là nhiều, đúng không ạ? Giảm từ đỉnh xuống, đấy, xuống rất là nhiều, đúng không ạ? Thì với những cái mã cổ phiếu giảm xuống nhiều như này thì nó cũng đã về được đến những cái vùng gọi là đỉnh cũ, đúng không ạ? Về đỉnh cũ trong lịch sử sâu nhất rồi. Và cái vùng này nó là cái vùng hỗ trợ của BIDV. Đấy. Anh chị thấy ở khung đây ạ. Đây đúng ngoài đỉnh cũ đúng không ạ? Và nó đã về cái vùng giá, về vùng giá đỉnh cũ là 43.3 các anh chị nhé. Thì như vậy về cái vùng này rồi thì nó sẽ không, khả năng nó sẽ không giảm nữa. Vì cái những nhà đầu tư họ họ giảm sâu quá rồi thì họ bán ra, thì lúc này là bán ra đúng đáy luôn. Đấy. Với BIB thì ngày mai thứ hai, ngày thứ ba là xuất hiện khách sạn các anh chị nhé. Ở ở khung tuần thì BID cũng đã về đến cái vùng hỗ trợ trong trung hạn rồi. Đấy. Cho nên là những cái mã này thì họ giảm sâu rồi và khó giảm giảm sâu hơn được nữa các anh chị nhé. Đấy, nó cũng về cái những cái vùng hỗ trợ trong trung hạn rồi. CTG đúng không ạ?
CTG cũng vậy, cũng về vùng hỗ trợ rồi, sát vùng hỗ trợ ở 30.8. Thì trong trung hạn, CTG cũng đã về trong cái hỗ trợ trong trung hạn. Thế như vậy là đều đã về những cái vùng hỗ trợ trong trung hạn rồi, thì những cái mã cổ phiếu mà giảm sâu mạnh nhịp vừa rồi thường là nó sẽ đi dừng lại và không giảm nữa, và lúc đấy sẽ bắt đầu đi tích lũy nền tạo đáy các anh chị nhé, đúng không ạ? Rồi thứ hai nữa rằng là những cái thông tin mà ảnh hưởng đến thị trường vừa rồi ấy, thì cũng đã ra hết rồi, những cái gì xấu ấy, nó cũng đã ra hết rồi, và tâm lý của nhà đầu tư bán ra là cũng đã bán hết, người nào thoát được hàng thì cũng thoát rồi, người nào chưa thoát được hàng kẹt thì họ cũng trông chờ vào cái vùng hỗ hỗ trợ 1234. Thì nếu như mà thủng một một thủng cái 1234 thì những cái nhà đầu tư bị kẹt hàng họ mới chấp nhận cắt lỗ, hay nói với không là những người mà đang gồng gồng lỗ thì họ có đang chờ những cái hỗ trợ này xem có hỗ trợ được thị trường hay không, thì họ mới cắt lỗ cơ. Cho nên ở những cái thời điểm này thì nhiều nhà đầu tư họ sẽ không bán nữa, họ sẽ không bán nữa mà họ sẽ chờ đợi, người kẹt hàng thì họ chờ đợi, họ gồng thêm, còn người muốn mua thì sẽ nhảy vào bắt đáy. Thế nên là cái vùng 1234 sẽ là cái vùng mà nó sẽ có dòng tiền vào bật trở lại lên, dòng tiền bán ra thì họ sẽ lại giảm đi các anh chị nhá. Vì vậy thứ hai nó là cái cơ hội để các anh chị tham gia lại thị trường và bắt đáy hơn. Có một cái điều nữa là khi thông tin xấu họ đã xấu ra hết rồi, nếu như thứ hai thứ ba đầu tuần tới mà về cái vùng giá 1234 mà không có thêm, nếu thị trường mà sắp tới mà không có thêm những cái thông tin xấu ra thêm thì thị trường không thể thủng được, rất khó để thủng cái vùng 1234 các anh chị nhé. Thế thì những cái thông tin xấu mà nó không ra thêm thì nó lại cũng sẽ có dần những cái thông tin tích cực nó sẽ đưa ra, chỉ là họ đưa ra lúc nào thôi, còn thông tin tốt nó sẽ vẫn có, chỉ là thông tin tốt đấy họ đang nhà tạo lập họ sẽ đưa ra lúc nào thôi anh chị nhé, và sẽ có chọn những thời điểm để họ tung tin tốt ra để hỗ trợ cho thị trường, có thể ngay ngày mai, có thể ngay ngày mai hoặc đầu tuần là họ lại đưa ra một cái thông tin tốt để hỗ trợ thị trường. Đấy, thì hiện tại thì em thì cũng đã sau khi tìm hiểu khảo sát thì cũng đã thấy rằng là có những cái thông tin tích cực để hỗ trợ cho thị trường như như cái thông tin về tín dụng hiện nay. Hiện tại thì anh chị thấy là ở đây có những cái thông tin như tăng trưởng về tín dụng mà năm 24 so với năm 23, thì tăng trưởng tín dụng năm 24 đến 20 tháng 6 năm 24 thì tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đã đạt là 4,12 4,17%, tiến gần hơn với mục tiêu 5 đến 6% nửa đầu năm của Thủ tướng đề ra. Tăng trưởng âm trong tháng 1 và tháng 2 chuyển sang tăng trưởng dương anh chị nhá. Đấy, như vậy là cái tín dụng nó cũng đã có những cái gần gần như là đạt chỉ tiêu và nó đang tốt tốt dần lên, và dòng tiền vẫn được bơm ra thị trường. Như vậy là cái nền thị trường của chúng ta đâu có vấn đề gì đâu. Thị trường của Việt Nam hay là nền kinh tế của Việt Nam là vẫn đang tăng trưởng tốt các anh chị nhé. Về tăng trưởng tín dụng năm 23 thì đạt 13,5%. Đấy. Tuy nhiên này, mỗi tháng trung bình trong năm 23 thì chỉ tăng được 0,8 đến 1%. Tháng 12 thì tăng vọt lên 4,5%. Đấy. Thì như vậy là cầu về tín dụng đã trở lại, đúng không ạ? Anh thấy chị thấy là cầu tín dụng đã trở lại và đang được giải ngân vào nền kinh tế. Đấy, tiền dòng tiền vẫn được giải ngân vào nền kinh tế và nền kinh tế vẫn đang là tăng trưởng tốt các anh chị nhé. Và cái này ấy, thì nó còn chờ vào cái thông báo về những cái con số về tăng tăng trưởng tín dụng vào cuối kỳ. Thì hiện tại cái thị trường Việt Nam mình sau những cái tin xấu vừa rồi thì nó sẽ phải cần cần sự một những cái thông tin xúc tác mới, ví dụ như là sẽ phải chờ đợi vào những cái thông tin báo cáo kinh tế của cái quý quý 2
anh chị nhé. Như vậy bây giờ thì cũng là tháng 6 rồi. Thì như vậy thì 29 tháng 6 rồi cũng là cuối tháng 6. Như vậy sang đầu tháng 7 sẽ có những cái thông báo về tăng trưởng và những cái thông báo về nền kinh tế và những cái ngành thông báo doanh thu của quý 2 các anh chị nhé. Như vậy thị trường lúc này sẽ có sự hỗ trợ của chờ đợi, hay nói như chung là phải chờ đợi cái sự tin tức hỗ trợ tốt từ nền kinh tế khi đưa ra báo cáo quý 2. Đưa ra sẽ là những cái xúc tác để hỗ trợ cho thị trường bật trở lại. Vì vậy là ở những cái vùng này thì thị trường nó cần phải sự công bằng, cân bằng trở lại và tích lũy đi ngang. Và khi chờ đợi những cái thông tin tốt của nền kinh tế đưa ra trong quý 2 thì thị trường sẽ có cơ hội để bật trở lại các anh chị nhé. Nhưng trước mắt thì thị trường VN-Index cần dừng lại, không giảm và tích lũy đi ngang cũng là tốt rồi các anh chị nhé. Như vậy là cái chiều hướng thì em nghĩ rằng là cái vùng 1234 sẽ là vùng tạo đáy của thị trường và dần dần đi tích lũy đi ngang. Và khi có những cái thông tin báo cáo quý 2 ra chuẩn bị ra sắp tới thì thị trường sẽ có cơ hội để bật lại. Và lúc đó nó sẽ phụ thuộc chính vào cái việc phân hóa, đó là những cái nhóm ngành nào kinh doanh tốt, đúng không ạ? Có những cái báo cáo lợi nhuận tốt thì những cái nhóm ngành đó sẽ là những cái nhóm ngành dẫn dắt thị trường, kéo thị trường đi lên. Thì em đánh giá vào những cái sang tháng 7, đầu tháng 7 sẽ là những cái nhóm ngành như là ngành thép, vận tải cảng biển thì vẫn tốt, mạnh, ngành thép anh chị nhé. Còn bất động sản về chứng khoán, vàng banh thì sẽ là lấy lại vùng cân bằng, ít nhất là cũng sẽ là tạo đáy, không giảm thêm. Thì anh chị thấy chúng ta sẽ đi vào một số những cái ngành nổi bật các anh chị nhé, như ngành bất động sản thì cũng đã nhiều mã giảm sâu, vì ví dụ như DIG này, DIG thì cũng đã bắt đầu tạo đáy rồi. Đấy, tạo đáy từ những cái phiên trước khi mà đã có những cái tín hiệu phân kỳ bắt đầu tạo đáy anh chị nhé, thì cũng đã giảm về cái vùng nền là 26 và bắt đầu là có những cái tín hiệu phân kỳ và tạo đáy rồi. Thì cũng đã có những cái phiên bật lên, có khách sạn xuất hiện và cũng phiên bật lên, và nó sẽ quay trở lại cái vùng quay quay trùng lại, quay trở lại những cái vùng như 26 một vài lần, một hai lần nữa thì DG sẽ tiếp tục đi tích lũy đi ngang. Hiện tại anh chị thấy là cái phiên ngày hôm trước ấy, lực bán mạnh ấy, bán mạnh ra nến giảm mạnh, nhưng mà thanh khoản đâu có cao đâu, thanh khoản của DIG hơi bán, lực bán ra đâu có cao đâu, không nhiều. Đấy, như vậy là DIG sẽ khó mà giảm sâu thêm được, sẽ khó mà thủng cái vùng giá 26 các anh chị nhé. Đấy. Thế nên là những anh chị mà muốn đầu tư vào DIG thì mình cứ canh thôi, có thể canh được ở cái vùng 26 để chúng ta và gom dần mua tạo đáy. Nhưng với những cái mã cổ phiếu như này sẽ phải chờ đợi, sẽ phải chờ đợi thêm, đúng không ạ? Còn DIG này, DIG cũng thế, cũng đang tạo đáy rồi. DIG cũng tạo đáy rồi, giảm mạnh ở phiên trong đó là rút chân lên. Anh chị thấy bắt đầu là có lực cầu vào, đúng không ạ? Lực bán ra là ít rồi. Đấy. Và nó đang đây sát cái vùng hỗ trợ đáy rồi. Đáy 1, đáy 2. Đấy. Tạo đáy 1 rồi. Tạo đáy 2. Đấy. Càng về vùng sát này là có lực cầu vừa nhảy vào, rút chân mạnh lên. Đấy. Đất xanh đúng không ạ? Rồi sell cũng bắt đầu tạo đáy rồi. Gần như các mã cổ phiếu bất động sản hiện tại nó cũng đã bắt đầu tạo đáy anh chị nhé. Đây sell thì cái hỗ trợ của nó ở đây, ở quanh vùng giá này 25.3, thì cứ giật về đây lại rút chân lên, nó lại ở đây. Nhưng với sell thì nó có sự quét giá đây chứ không, với sell thì chưa phải là đạp xuống, mà đây mới chỉ là đang bị quét giá thôi. Quét giá thì nó mới giật về giá 15.3 xong nó lại bật lên luôn, và cũng là cạn cạn vôn rồi anh chị nhé, cạn vôn rồi. Và lúc này sell thì cũng sẽ dần dần là đi tích lũy đi ngang là chính thôi. Đấy, gần như cái dòng bất động sản, đây là những cái mã cổ phiếu mà đang ở kênh dưới và gọi là yếu nhất của bất động sản rồi các anh chị nhé. Thế còn ở kênh trên của bất động sản như là TCH, đúng không ạ? Đấy, TCH thì như vậy là nó cũng giảm về cái biên dưới trong cái pha tích lũy, là đi giảm biên dưới và rút chân lên, nó lại tiếp tục lại đi ngang thôi. Với TCH thì khỏe thì nó cũng sẽ không giảm giảm nhiều, nó không giảm sâu, nó không giảm sâu. Cho nên với TCH thì những anh chị mà có thể tham gia được vào những cái mã kênh trên của nhóm bất động sản như TCH thì chỉ có mua canh này, mua gom dần vùng giá 10, quanh sát giá 18.6 là vẫn được
Đấy, nó không bị thủng. Với những cái phiên hôm qua mà xấu đến như thế nhưng mà nó vẫn không thủng cái biên dưới tích lũy, cái vùng giá 18.6 nó vẫn giữ được. Nó vẫn rút chân lên. Mặc dù là thanh khoản bán ra nó cũng tương đối cao đấy, nhưng mà nó không thủng được cái vùng hỗ trợ thì thứ hai này làm sao thủng được tiếp. Thứ hai cùng lắm rung lắc, nó chỉ rung lắc ở quanh đây thôi, quanh vùng giá trên trên 18.6 thôi các anh chị. Rồi đến NHA. NHA thì có vẻ là giảm mạnh hơn. Đã ra giảm mạnh hơn. Thì sang đầu tuần thì NHA có thể chỉnh thêm một chút nữa về cái vùng giá 25.7. Vùng giá 24.7 đến 25.7 là vùng cân bằng của NHA và có hỗ trợ mạnh hơn. Thì NHA sẽ có chỉnh về đây. Thì thêm một ít nữa thôi, một nhịp gọi là một nhịp nữa, một đoạn nữa thôi. Cũng không nhiều đâu. Nhưng em nghĩ là về vùng đến 25.7 là lực cầu sẽ lại quay trở lại với NHA. PDR. PDR thì giảm ở nhịp này thì cũng sẽ về những cái đang 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 bị giảm vùng này, nhưng mà thanh khoản thì cũng bắt đầu cạn cạn kiệt dần rồi. Đấy, cái vùng hỗ trợ gần nhất thì là ở vùng 22.9, thì về đây thì PDR cần sẽ dừng lại và sẽ đã tạo đáy thứ hai. Với PDR thì chưa thể mua được, để bắt đáy thì chưa nên bắt đáy, cần chờ nó có tín hiệu xác nhận phân kỳ thì lúc đấy mới bắt được PDR các anh chị nhé. PDR thì chưa có phân kỳ, như vậy là nó sẽ còn nhúng về thêm một ít nữa, đó là về vùng 22.8 với PR, khả năng sẽ về vùng 22.8. Đấy, cho nên với những cái mã cổ phiếu mà đã giảm sâu này thì nó cũng đã tiến sát đến cái vùng đáy rồi, cái đáy của cái đáy sâu nhất trước đó. Cho nên là cái việc nó giảm sâu nữa nó cũng sẽ chỉ là những cái về về nhúng hơn những cái vùng hỗ trợ sâu hơn để nó xác nhận để tạo đáy. Thì với PR thì nó sẽ xuống thêm một ít nữa, cũng không nhiều đâu, xuống thêm một ít nữa anh chị nhá. Nhưng mà với ngành bất động sản ấy thì cái kỳ vọng của ngành này nó phải đến cuối năm. Anh chị thấy rằng là ngoài ngoài thị trường nền kinh tế thì bất động sản là giá nó đang đều như giá đất và các nơi nó đều đang có sự phục hồi và đang tăng dần lên, tăng dần lên, và các doanh nghiệp của bất động sản bắt đầu gần dần là có bắt đầu có báo cáo doanh thu bắt đầu tốt dần lên lên rồi. Chỉ có một số những cái doanh thu một cái mã một số những cái doanh nghiệp là đang còn vướng về pháp lý thì họ còn khó khăn thôi, đúng không, nợ thôi. Còn về những cái doanh nghiệp như là DIG đợt vừa rồi thì cũng có tin là báo doanh thu là đang tốt lên, tốt trở lại các anh chị nhé. Vì vậy là với những cái mã cổ phiếu như dòng bất động sản thì mã nào đang tốt thì nó sẽ vẫn có tốt, còn những mã nào đang có những cái tín hiệu hồi phục thì sẽ trở lại cũng phải từ giờ đến cuối năm. Thì vậy những cái dòng bất động sản thì anh chị nên chưa nên mình chưa nên có tham gia, mình tham gia với tỷ trọng vừa phải ít thôi. Mình nên chờ kỳ vọng vào bất động sản vào cuối năm, quý 3, quý 4 thì nó hợp lý hơn anh chị nhé. Như vậy là bất động sản thì chủ yếu sẽ tạo đáy trước tiên là tạo đáy rồi mới hồi phục dần. Vì vậy là cũng cần phải thời gian, ít nhất cũng phải đến quý 3 hoặc quý 4 các anh chị nhé. Cũng chưa thể làm bật được ngay nhưng tạo đáy đã. Về chứng khoán thì cũng nhiều mã cổ phiếu đợt vừa rồi giảm mạnh quá đúng không, sau những tin xấu đi thì hiện tại thì cũng đã về sâu và cũng đang bắt đầu có những cái tín hiệu phân kỳ để tạo đáy rồi. Ví dụ như là SSI. SSI thì cũng là về SSI thì có hỗ trợ anh chị nhá, có hỗ trợ ở về 31 32 ạ, 32.9, 32.9 thì lạnh quanh khoảng 33. Đấy, sẽ chỉnh tiếp về 33. 33 thì nó sẽ được bằng hơn.
PCI, VCI thì nó ổn hơn là con SSI. VCI thì đang có sự cân bằng hơn. Cái lực bán vì dòng tiền ấy, của SSI ấy, nó đang hơi nặng mông và nó đang bán rất là nhiều. Về VCI thì nó lại nhẹ hơn. Đấy, nên là khả năng là VCI nó sẽ tạo đáy trước, nó tạo đáy trước con SSI các anh chị nhá. HCM này. HCM thì đang có hỗ trợ ở 26.1. Nếu giữ được cái hỗ trợ này thì ok, HCM sẽ tiếp tục đi tích lũy đi ngang thôi. CTS. CTS thì cũng về sâu rồi và đang hiện tại đang có vùng hỗ trợ ở 37.5. Hiện tại thì cũng đã bắt đầu là đà giảm cũng đỡ rồi. Đấy, nhưng mà với CTS thì khả năng vẫn còn nhúng nhúng thêm thêm một ít quanh vùng giá 36.8 đến 37 thì là sẽ có những cái hỗ trợ mạnh hơn đối với CTS anh chị nhá. Như vậy là CTS thì cũng sẽ khó giảm sâu lắm, nó cũng sẽ bắt đầu là về đến cái vùng nền này, bắt đầu lại có được tái, nó sẽ có tái tích lũy lại với CTS. FTS. FTS thì đấy cũng bị đập mạnh. Đấy, nhưng mà cũng về hỗ trợ phía dưới thì đang họ sẽ sát về hỗ trợ ở 39.3 rồi. Quanh vùng giá 39 sẽ là hỗ trợ của FTS. Nếu về đến đây thì chứng khoán sẽ có những cái dừng lại và tạo đáy các anh chị nhá. Cũng sẽ không giảm quá sâu nữa đâu. MBS. MBS thì là ok nhất. Với MBS thì hiện tại là đã chạm ngay hỗ trợ rồi và đang làm nền doji, như vậy là đã có sự giằng co trở lại và đứng ở đây. MBS thì trong chứng khoán thì MBS là đang đang cho thấy rằng là nó là có gọi là tín hiệu gọi là tốt nhất. Hay VDS. VDS về đúng hỗ trợ và dừng lại và đang có nến doji rồi. Thì với những cái mã cổ phiếu hiện tại trong chứng khoán ấy, thì đang cho thấy là VDS và MBS là đang khả quan nhất anh chị nhé. Còn những cái mã mà đang ở biên dưới giảm sâu thì đang khả năng sẽ còn giảm thêm nhẹ một ít nữa, xong đó mới tạo đáy được, xong đó mới tạo đáy. Nhưng cũng đang bắt đầu sát sát những vùng hỗ trợ đáy đáy cũ rồi. Thế còn về kênh trên thì hiện tại thì khả quan nhất vẫn là VDS và MBS, đã là những vùng có hỗ trợ, về những vùng hỗ trợ mạnh và là kênh trên nó vẫn giữ được kênh trên trên tăng rồi nhá anh chị nhá. Như vậy là chúng ta cũng sơ lược qua về cái thị trường, xu hướng thị trường. Thì với những cái kỳ vọng hay những cái phân tích vừa rồi, em hy vọng rằng các anh chị sẽ có những cái góc nhìn nó khách quan hơn để chúng ta có những cái hành động phù hợp trong cái đầu tuần tới vào thứ hai các anh chị nhé. Một lần nữa cảm ơn các anh chị đã xem video clip của nhận định thị trường của em Tuấn Tú. Anh chị ủng hộ cho em những lượt like, những comment hình trái tim để video này được lan truyền nhiều anh chị hơn nữa các anh chị nhé. Một lần nữa cảm ơn các anh chị đã theo dõi và hẹn gặp lại các anh chị vào những cái video nhận định vào những tuần sau các anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.